tan đó đó kim nhẫn nói này thấy chưa, thấy chưa, đó 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 kìa, Minh Châu quá giống như Minh Châu nè, đúng rồi đúng rồi, giống như dạ Minh Châu gì đó, có thằng cá rồi thấy có nè, bên này đâu có đâu nè, chớp á, nè bên đây có, đúng rồi Minh là sáng mà, hết biết ha. Ủa gì mình thấy nè, đá mà nó giống như mây, nó quẩn 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 nè. Lạ thiệt. Rất là đặc biệt. Giờ đây là mình đoàn sẽ đi xuống hang ông hổ. Nè, ở đây là có người ở đây nè, hồi xưa là những người tu ở đây được hết. Nhưng mà gần đây thì người ta không cho nữa, cho nên mấy anh em trở về. Dạ, hồi đó mấy con ở xuống đây ở nè. À, dạ, xuống dưới nữa, đó là ông hổ đi cặp thôi đó, đó. Xuống đó là ở được, ông tu trên đây mà. Tu mấy năm trên này đó, tu đủ chỗ, đủ động hết, động nào. Dạ. Nè là tứ giao điện nè, dưới này mình nhìn lên thấy nè, thấy không? 1 nè. 2 nè, 3 nè, 4 nè, phải không? Ờ 4 1 nè. Lúc đó là ông này mới nhìn thấy rõ nè. Ờ ông Biện Đài là đang nướng đá dưới này, lui cui nấu cơm nướng đá ở dưới này. Dạ, đây nè 4 cục đá nè. Nè 4 cục đá gọi là tứ giao điện. À, rồi Đức thầy lên trên ổng lúc này lò mò ổng không hay. Bằng đầu thì ông kêu nhỏ, thầy ơi, lát ba làng ông sụm chứ. Ờ. Ông sợ ha. Ông sợ. Thầy bỏ hả? Dạ. Kìa anh sáng một chiến kìa. Được. Thấy không? Nè, bên. Cho nên mấy người dân tộc ở đây mấy cái tượng Phật lại đây là cúng. Cúng luôn ha. Đây. Dạ. Đây bên đó cũng đó vậy đó ha. Rửa mặt được không? Rửa mặt được không? Thì lấy rửa mặt được thôi. Tao đâu gọi đèn cái, gọi đèn cái. Dạ, nó môi là Phật. Rửa mặt. Ờ đây là trong cái giếng tứ giao điện, nước mà nó quanh năm quý vị, mùa này mà vẫn có nước. Rất là đặc biệt, rất là lạ ha. Có cái ca này. Phát ra ngoài. Anh múc ngoài đây cho mấy cô bác này người hưởng chút hồng ăn. Rửa thôi, rửa bạc thôi nghe. Còn ai rồi. Muốn á là múc chung chai về nhà. Gọi đèn cái bạn Hiền. Tại nước mà ở đây á. Rồi đó bà con mình rồi rửa mặt cái đi đặng cho nó khỏe mạnh coi. Rửa mặt thì nhờ ơn trên Đức Phật, Đức Thầy, trăm quan chư vị gia trì hộ độ cho phái đoàn chúng con. Khi rửa mặt nước này về được sáng suốt thông minh, rơi bớt đi tất cả những chướng nghiệp. Dạ đặng yên tâm lo niệm Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây rửa miếng cho mát đi. Mát liền. Đó. Nước là mát liền. Dạ nghe chút là đang cúng. Vô hang nữa nè. Rồi có cái động. Đặc biệt tứ giao điện quay cái cảnh đó cho biết được chỗ này là tứ giao điện. Tứ giao điện. Ồ đây là cái giường đá luôn nghe quý vị ơi. Ngủ chừng chục người đó. Đây là ngủ là một chục người là dư sức luôn. Bằng gan luôn nằm đó. Đây. Đây mình lên ngủ trước đi. Đó, rồi bây giờ đây là cái giường bằng đá nghe. Đây là hồi đó là anh em đồ này kia ly đòn giếng núi hoặc là ở nữa là lên đây là ngủ trong này nè. Vậy hả? Đó, quý vị mình lên ngồi cái đi, hấp thụ cái năng lượng ở trên núi rừng nha. Tự nhiên ha. Dạ, yeah, quá khứ rồi. Quá khứ vị lai. Quá khứ vị lai à. Rồi Minh nằm trước đây, Minh giờ không yếu rồi, nằm trước cho mạnh đi. Nằm trước cho mạnh đi. Nằm xuống hấp thụ đi. Hấp thụ năng lượng ở khu vực núi rừng này quý vị. Ôi hắc hả? Ừ. Mét. Ờ, quá. Nằm đầu yếu lên nằm mạnh thôi. Nó mét. Đây là cái giường đá trong tứ giao điện quý vị.
phải nói là đây sẽ tới đây là coi cái bảng hiệu tứ giao điện luôn, có đục chữ luôn ha, mình mới chính xác là đây mới gọi là tứ giao điện. Nó hơi màu chút xíu, đúng đây nè, giao điện nè, tại phết trên chữ cơ me, còn ở ngoài là chữ tàu với các nét nó gắn rõ ràng nè. Đúng rồi ha. Rồi giờ ông nào mà viết chữ ấy giờ không, người ta đưa dân tộc người ta lấy cái hiệu người ta vậy ha. Đây là tứ giao điện luôn quý vị. Cái ngày xưa là anh Sáu Mẹo ở đây là biết là ở đây là rõ ràng trên chữ Việt á, còn mấy cái giao điện mã hồi xưa ta ở tu luôn đó, nhưng mà đâu chỉ không biết tên ha. Có mấy chữ tàu, bốn hàng chữ tàu ngập cái giờ viết luôn hết rồi. Rồi bây giờ mình xuống làm lễ các vị ở đây, ta ẩn tu, ta dương tịch đây quý vị ơi. Đây là cái mộ hồi xưa nè. Hồi xưa đây là anh em ở đây. Ở đây là cái cũng như là nghi ngờ. Nghi ngờ cái là bư ra là gặp xương đây luôn. Vậy đó ha. Đây là mấy cái chữ này, cái chữ hồi xưa. Tên cái tên luôn ha. Cái chữ để tên là tên với họ luôn nè, bốn chữ là một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng luôn. Nhưng mà giờ xịt nước sơn cho mắt luôn, đặng cho không có biết. Đúng rồi, cái người dân tộc người ta, tại vì đây là đất cái xứ người ta, đất nước người ta. Người ta phải viết chữ của người ta. Đúng rồi chứ không có viết được cái chữ tàu của ngày xưa Việt Nam mình nữa ha. Cho nên là nó mới vẽ nước sơn là bứt luôn nè. Rồi quý vị, mình cũng mặc niệm ở đây những vị tu tập và đã viên tịch nơi khu vực này. Cũng một phút tưởng niệm ha. Hồi xưa đó. Ông kính lễ xong rồi thỉnh hai trái cây luôn. Thỉnh trái thôi. Thỉnh trái thôi, chụp hình đó. Kể hai trái luôn đi. Thôi trái thôi, ai thỉnh nữa thỉnh mà. Mình trái đủ rồi. Tao không dám ăn đâu. Không dám thôi, tôi ăn trái thôi. Dạ, ở đây là sẽ đi vào điện hang ông Hổ. Mà ngày xưa Đức Thầy vẫn không miệng đài đến đây. Chung vô. Đức thầy cho cái đây đây xích vô trong vô luôn. Có đèn pin nữa, chưa đi gọi. Không đem theo quên mà hang này đâu có chung được. Không. Vô chút xíu không phải được biến xuống. Gọi được biến xuống. Dạ nó mô Đức Phật. Nó mô A Di Đà Phật. Hang này phải chuồng mình xuống mới được. Sầu dữ ha. Sầu lắm. Giữ đất sâu cái gì ha. Đâu bằng sao đâu. Chế độ coi. Đây là điện theo hổ nghe quý vị. Cái này muốn vô là phải nằm lóc vô mới vô. Đây. Dạ, hôm nay các con đến đây để viếng ngài. Hết hồn sâu dưới nè, nghỉ trong này nè. Xuống dưới hang luôn coi. Dạ. Xuống không được, cái này không có, bây giờ xuống thì được nhưng mà nằm lóc xuống á thì được. Được, dẹp dép chứ ha. Vậy là gặp rồi ha. Có gặp. Có gặp vô đây, có gặp tại con nè. Rồi đây nè, hồi đó có lông. Hồi đó có lông. Giờ ông tu rồi. Thôi giờ quý vị ơi. Rồi đến cái nhà cho tôi vậy đó. Ừ. Bây giờ trở lại vô đặt ta. Dạ, đây là mình đi đường này vô rất là đẹp. Ngày xưa tất cả những cái các vị muốn ẩn tu thì tìm cái nơi nào mà không có người đến. Đây là các vị đang ẩn tu ở trong này. Sau đó có những người đến giếng á, thì các vị rút sâu vô rừng nữa. Đây là đường vô nè. Tôi nhớ là tôi ấy rồi,
rất là đẹp. Quý vị mình nhìn đá này nó chớp nè quý vị thấy không? Đó, đá nó chớp 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 nè, nè. Đó, đá rất là đẹp. Tại vì ở đây là theo những nhà khoa học đã nghiên cứu là ngày xưa hàng triệu năm trước đây là một cái dưới biển, dưới đáy đại dương, nhưng mà lâu ngày triệu triệu năm sau thì trở thành những ngọn núi. Cho nên quý vị thấy đây là những cái loại đá non, nó giống như có những cái mạc mà như kim cương ở trong quý vị. À, nè, lóng lánh nó rất là chớp chớp, rất là đẹp. Ô. Con dơi hả? Dạ, đây là những cái nơi này là quý vị mình y như nhé, mấy cái hang cá sấu đồ ở dưới biển Hà Tiên đồ quý vị thấy không? Nè. Có cái giò 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 con cầm đó. Ngay tay ông, ngay tay cầm dòm lên đó, ngay tay dòm lên đó. Cái tay dòm lên hả? Ừ, cho nó kẻ đó, ngay kẻ đó, kẻ đó. Giò gồng hả? Giò gồng nó quấn quấn đó. Quấn nè hả? Rồi 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 dưới đó nè 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 dưới giống như cái bàn ừ đó, đó giống như cái bàn ở dưới à, giống như cái bàn dò gồng rồi ha. Tưởng đây coi quay chơi nhóc cho là tưởng tượng ha. Chơi hả? Tưởng tượng đi. Tắt cái đèn nó coi nó bay hết. Nè. Đây. Nó tắt sao thấy? Tắt đèn sao thấy? Đó, lại đây, đây, vô coi rồi tao mới mở. Chứ bây giờ mở lên nó bay đi hết nè. Nó bay đi mớ rồi nè. Đó, mở lên bay nè. Đó. Ừ. Nè coi bay nè, đó thấy không? Mở bay nè. Chơi rồi quý vị. Đó, bay đi hết hết nè. Nè nè. Qua qua cái cục đá này nè. Qua cục đá này chỗ tao ngồi tao tu tu ở đây nữa nè. Đá đẹp lắm. Ủa cái này. Bộ đồ. Đây là cái nơi mà. Ê, cục đá này xưa nó thiên nhiên tự nhiên đó không? Gì? Không phải ai ai làm đâu. Vì sao? Nó để ngồi đó. Như vậy là ở đây là cục đá này có người ngồi niệm tu ở đây quý vị ơi. Xưa nó ở đó ngồi đó. Đây là cục đá nghe quý vị. Bộ đồ là gì? Thấy bộ đồ đó. Tức là bồ đòn là cái danh từ để cho các vị để ngồi. Thấy đẹp ghê không? Vô đây cho người ta coi cho biết đi. À, đây là cái cục đá quý vị mình thấy thiên nhiên. Đẹp mà nó tròn nè. Đẹp luôn, đẹp đẹp lạ. À. Đẹp, đẹp thường đâu. Thấy trong động mà. Dạ đây là những cái các vị ở đây có ngồi ở đây rồi nha. Thôi mình đừng có ngồi nha quý vị, mình chỉ xá thôi. Đây là giống như những cái tòa à, sen rồi những cái vị tu rồi đó. Thôi mà ngồi biết có lỗi không? Các vị ở đây ta ngồi đây rồi mà. Người ta ta ngồi mình ngồi từ trường đâu có bao nhiêu tốt đâu. Nè, thôi không dám ngồi đâu. Ngồi ta tịch tu đây hả? Chưa tái không giờ ta đâu chắc nữa đâu. Có miếng đá lạ lì luôn hả? Nè, còn lủi luôn hả? Ngồi đi đâu xa đâu. Môi gì là Phật. Người này kia lên ngồi chụp hình hoài hả? Thôi. Trình hậu lên đi hợp. Thôi thôi không được. Bán giờ kiếm giờ rồi coi. Thôi đi chỗ mình à đây mình sẽ qua bên kia nữa có cái gì. Đây nè. Rồi ông nào có quẹt qua bánh đúc ngang bánh đi nè có con ngang nè. Ừ. Rồi đi đâu có gì đâu. Xin phép là ngoài nha. Phép tắt rồi đi. Tùng kính cục đá thì phải dọn sạch cục đá hết chứ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là những cái gió thổi vô cái mát hết sức ha. Cái rễ cây, tự nhiên là có rễ cây ở trên thông xuống nha quý vị. Quá khứ rễ cây trên thông xuống từ trên dưới ha. Qua đó luôn đó, qua đó đó. Đốt nhang đi. Dạ, đây có một tượng Phật. Bài hát trời. Có nhang nè. Đốt lặng có nhang không? Đốt nhang đốt không? Rồi giờ bài mát mình luôn. Ừ. Có nhang hả? Có nhang nè. Đây lấy nhang lại vô lấy nhang vô. Giờ còn nó lớn. Ngồi đi đâu sao đâu. Ngồi đi. Ồ, giờ quả. Vô đó nó có cái hang đi sâu sâu trong đó. Vậy hả? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Coi chuyện nhang lên quý vị ơi. Dạ. Đâu? Dạ, nó quẹt đốt nè. Đây nè, đây nè. Nhang nè chú. Chú. Đốt nhang nó chậm áp ha. Có nhang đây rồi, xấu rồi. Bị ẩm không? Bị ẩm. Ông 9 phút hay 9 năm? Ông 9 phút đó. 9 năm, ông 9 phút. 9 phút ông nổi nữa.
2-3 phút ta dọc rồi, còn không đó đâu chịu nổi chút phút. Đâu mà đi đâu đó. Đúng như này hả? Ừ, đây nè, có thực phật chưa? Đúng này không có đi gì chưa? Đứng đây nè. Nó có thực phật đó. Đẹp cực kỳ luôn chứ. Đá lạ thiệt là lạ quý vị ơi. Lớp 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 gì nữa. Động này tôi động biết mặt chứ phải không dạ. Động biết mặt á. Tôi vô đây ông mãi nhưng mà chỗ này tu mà không ai biết chưa á. Giống vô đây giống què ai biết ngày. Anh Hậu ơi. Dạ. Rồi cúng cái đi anh ơi. Cúng ha. Dạ, đây nhờ các chân linh của các vị tu hành đắc đạo. Vô đây quý vị ơi. Tu hành đắc đạo để gia trì hộ độ cho phái đoàn khi đi cũng như trở về được rơi bớt tất cả những cái chướng nghiệp. Hang này là hang bí mật mà tu luyện mà nó phải thường đâu tội. Mấy cái hang này là kêu bằng hang là dạng tu xưa vô đây đảng nó tu mà. Nam mô Di Đà Phật. Chỗ nào tu nhiều đó là cái sống nó mạnh nhất cái gì. Tháo bỏ ra ngoài. Chị ngang xuống. Ba cây đi. Đừng đốt mà. Đốt hết đi, có hương đốt ngượng cây hết rồi. Đúng cho rồi. Mà bay mùi thơm. Ngượng cây đi chứ. Đốt đi nè, ngượng cây hết đi. Chưa đây chưa có. Cây này đốt hương mới rút về chứ. Dễ gì vô hang mấy cái hang động. Có hương thì đốt. Cúng này ông Kiệt ơi. Còn cây nữa. Ồ đó cho nó nghe thơm nhang nữa. Cúng nhà đưa đi. Cây nữa cây nữa. Di Đà Phật, kính mời sư huynh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, hôm nay cũng là ngày 18 tháng 2 nhuần niên Quý Mão, phái đoàn hành hương chúng ta đến Tứ Dâu Điện. Và sau Tứ Dâu Điện là một cái hang để cho những cái người xưa ta ở đây tu hành. Giờ đây đứng trước mặt chúng ta cũng có tượng Phật. Vậy chúng ta xem đây là Tam Bảo, vì chúng ta đứng trước Tam Bảo hành lễ, vì kính mời toàn thể chúng ta hướng về tượng Phật hành kính xá ba xá. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đồng chắp tay và hương dâng lên chán khởi nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, Cảm ứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 nhuần niên Quý Mão, là ngày phái đoàn hành hương chúng con đến Tứ Dao Điện, giờ đây chúng con ở nơi hang động. Đứng trước Tam Bảo, chúng con xin cầu nguyện cho thế giới được bình an, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp. Xin cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, tịnh độ siêu sanh. Xin cầu nguyện cho phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực dẫn Tây Phương. Xin cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Chúng con xin cầu nguyện cho phái đoàn của chúng con đi cũng như về, bình an vô sự, giải hết quả căn, phát bồ đề tâm, tinh tấn tiến tu cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời chúng ta thu hương để kính lễ. Và hương lễ đã định xong, kính mời toàn thể xá bốn xá. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Tiếp theo xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và chương trình hành lễ đến đây đã xong. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mời quý vị mình sẽ tiến bước ra ngoài. Và mình sẽ quay lại những cái tảng đá quý vị mình nhìn thấy nè nha, nhìn cho rõ, nó rất là đẹp nha quý vị ơi. Đá ở đây nó rất là lạ luôn. Dạ, dưới nó có từng nè, nó lớp, nó lạ, rất là lạ, từng lớp luôn. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cúng giường anh ráng.
cúng dường cho Phật Phật đành ứng. Đây cho mượn đèn pin coi Tiểu ơi. Đây đây. Đây gọi vô đây coi. Hang này còn sâu lắm ơi. Ở vậy ngọn ngách nhiều lắm. Nè, ấy vô. Gọi vô xích vô chút coi. Nam mô A Di Đà Phật. Trong này rộng lắm, A Di Đà Phật. Ê, à, ông xích vô đây nè. Ông gọi vô trong này nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nó à. Ôi ôi trong rộng kìa. Còn rộng lắm ơi. Bởi vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái hang giống như cái miệng cửa thôi chứ trong đúng rồi, rộng lắm. Cái này giống như cái cửa. Đúng rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Quá rộng ha. Hết chút rộng rồi. Trong này chắc cũng còn các vị ẩn tu nữa đây. Dạ, A Di Đà Phật. Kiếp trước không tu, kiếp này thành Phật, gắng tu kiếp này chuyển lên để giải thoát. Dùng trí tuệ của mình trị đi tham sân si. Dạ, đây là trên đoạn đường đi qua bên điện Gương Sen. Dạ, Gương Sen. Ẩu nào. Dạ, đây là đoàn mình chuẩn bị dẫn vô đâu sư huynh anh sao? Gương Sen. Gương Sen ha. Là ở đây có cục đá giống cái gương sen ha. Ừ, đá gương sen đẹp lắm. Dạ, Nam mô Đà Phật. Rồi, thưa quý vị, đây là đoàn vừa qua đã viếng Tứ Giao Điện và những cái nơi mà những vị tu hành. Tiếp theo là đoàn sẽ đi viếng một cái điện nữa gọi là Gương Sen, là một cái tảng đá rất là giống như cái gương sen. Dạ, đây. Mưa xuống cái lên lại. Rồi, ông nào mà chùm mà không thấy con mắt luôn hả ta? Minh. Vậy anh Minh hả? Oh, oh, Minh chùm quá chùm, Minh xả đen. Chùm quá chùm ha. Đây đây là đi xe vào xong rồi thì trong này là đi bộ nha quý vị. Dạ, đây là điện Gương Sen, rất bên trên rất là giống cái gương sen, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Mới là tới chưa, tới chưa? Con thì khỏe mà cái này nè. Quá khứ cái tảng đá đẹp rồi. Là gương sen. À, ở dưới này là cái điện. Đây là ngày xưa cũng có những cái người ở. Thấy cọp với lại thấy Minh thì thấy gì à? Cầu cái gì? Cái con cáo cày. Cáo cày. Cáo cày. Cáo cày. Cáo cày. Cái chiều cái tấu nó cho ăn. Cầm bự không lúc đó anh? Cầm nó bự lắm. Cao gì nè, là thấy là lúc 1:30 khuya là lại đó đó. Vậy hả? Ừ. Nó gặp trên này cái gì sao? Ừ. Rồi, anh nằm ở đây anh thấy ha. Thì xưa cũng ở đây có thời gian này. À, sẽ lên điện Gương Sen. Chút nữa tới. Chút nữa ra bàn ngữ. Đây là qua đây quay cọp quá thạch. Hết sức thẳng đá nè. Đâu? Rồi mình đứng trước đây đường cũng đi. Cọp quá thạch nha quý vị ơi. Cọp quá thạch có cọp thiệt ở khu đây luôn mà. Ừ, ở đây có khu này có khu vực cọp thiệt luôn ha. Có
cọc quá thạch đó là mấy cái đuôi của bụng nó đầu đó đứng ở đây nè, đứng ở đây giờ thấy rõ được rồi đó. Ông đứng ở đây nè, ông lại gặp nó cái đầu nó nghiêng qua đó đó, cái đầu nặng, cái bụng đây, cái đuôi đây, cái mỏ đó, ông đứng cái chân đây nè, ông hậu đứng ở đây ông có thấy nó đó giống bự tượng với con bùa trên nè, ông lại ông chỉ coi là nó hết trên đó. Ừ, đó đó đó, thấy không vậy hả? Ừ, đó thấy không? Đó. Cái đầu rồi, cái đầu giống nhiều. Nó cái đầu giống nhiều phải không? Đó thấy không? Tôi thì thấy con rùa lật ngửa hay phải không? À, phải không? Hả? Nó cái mỏ người ta qua đây nè, một rùa nó lật ngửa đó. Ừ. Để hả cái đầu ổng này hả? Ờ thằng ơi. Người ta nói ông phải hình dung, người ta vẽ là năm ông phải hình dung thêm ba nữa. Ông nói nguyên tảng đá không có hình dung ra được từ khi mà ông dòm ra bên đó không? Không giờ thấy giống thiệt không? Từ khi mà ông đưa cái phân nửa vậy mình thấy nó giống. Đó ha, trong đó. Kệ vậy đi, tưởng tượng vậy đi. Không kinh lễ gì nữa kìa. Rồi, phán nghĩ. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi chút xíu rồi mình làm lễ. Nghỉ ngơi chút xíu. Con Sáu là cái như là lụm bánh cúng rồi con lấy gai ha. Rồi đi tới đâu làm Sáu có bánh cúng rồi đó. Đi dương Sáu bên đình cũng làm luôn. Ờ. Thôi ăn đi, ăn đi. Mấy mày không dám ăn bánh đó đâu. Tử là tao tử coi coi. Ờ. Bây giờ vô hỏi. À, quá khứ ở đây đẹp quá vậy. Cảnh nè. Đi đường sen đi là ngồi đi rồi cho thành hậu quay lên đường sen biết đâu mà. Mà túng đây. Mùa tiết thì tự nhiên gương sen nó bay. Đây là gương sen nha. Rồi. Gương sen đó đó ha. Dạ. Mình cái này than khổ. Thằng Minh sao than khổ đứt ruột hoài ông Minh. Phải đời chúng sanh khổ quá. Dạ. Yeah. Gương sen bay luôn cho đời cho đỡ khổ. Đỡ khổ ha. Rồi đây là gương sen. Rồi bây giờ mình lên 3-4 người, 4-5 người lượt đi. Còn mình có 12 người mà. Rồi lên hết luôn gương sen luôn. Đứng đây mới thấy gương sen nè. Đây là cái gương sen nha, cô bác. Đó, lên gương sen nghe quý vị. Ừ, lên tới cực lạc rồi mà còn đem tùm lum theo nữa. Đỡ lắm ông ơi, với nắm cơm có quẹt đỡ, nhà ông đỡ. Dạ, thưa quý vị, đến đây tức là điện gương sen. Dạ, rất là giống cái gương sen ha. Dạ, bên kia thì ở đây đầu tiên chúng ta cúng rồi xong sẽ kể những mẫu chuyện ở núi Tà Lân này. Mà anh Sáu ơi, rồi vô lên Sáu ơi, cúng lên Sáu này phải đem để đầu nó xuống chia tay không đồng kiếm. Đường kiếm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay. Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị. Thì đây đến điện gương sen. Thì chúng ta đi đâu cũng vậy, đi về cũng phải chương trình cúng bái hôm nay xin trân trọng giới thiệu anh Sáu Mẹo sẽ đại diện đọc lên văn nguyện. Xin trân trọng kính mời anh. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị. Thì nơi đây là trước mặt chúng ta là cái ly hương ngày xưa. Ta tượng trưng cho là cũng như ngôi Tam Bảo để cầu nguyện và sớm chiều để tu tập. Thì chúng ta tượng trưng cho ngôi Tam Bảo để cầu nguyện đồng hướng về Tam Bảo thành kính 636. Ai có vị trí thì quỳ. Chắp tay, chắp hương lên trắng. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần ở núi Tà Lơn. Ngày nay là ngày 18 tháng 2, Thế đoàn Việt Nam chúng con đến đây là điện gương sen cũng như là quan ngự sử. Chúng con dâng hương cầu nguyện Đức Phật trăm quan các ngài từ bi cái hậu độ cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái dễ thoát mê ly, cầu nguyện cho phụ mẫu đại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, cầu nguyện cho đoàn của chúng con khi đi được vui vẻ, khi về giải hết quá căn và tiêu trừ các chướng nghiệp để phát tâm bồ đề và tu hành tinh tấn ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Nam Mô Đạo Phật và đồng đứng đồng xá thân hương.
cấm rồi bạn. Thượng hương nó chí trang nghiêm, vị đồng quỳ xuống tạ ơn các ngài bốn lại và chí tâm lễ. Nam mô A Di Đà Phật và chí tâm lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật và chí tâm lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Xong đồng đứng, đồng hướng về các ngài thành kính các ngài ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Cúng đã xong nè, một giống như ta che đây, cái tượng ở đây mà. Rồi cái đầu qua đây có chỗ ta ở tu đây nè, bước qua đây tới. Đó là cái gì con sáu, con sáu, con sáu. Bên đó là gì bẩm sáu nữa, tôi viết bẩm sáu. Cái đó tôi đường này ta đã đi trong nhiều năm thấy gì. Rồi quanh đây là có một người, có những người ở đây tu hành. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là đang qua bên cái điện bên đó để giếng. Những cái điện này có những người ở đây nghe quý vị. Ôi dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có chỗ vô đây tu nữa ha. Quá khứ rồi. Chỗ vô đây ngồi tu luôn quý vị ơi. Quá êm. Chỗ này là ngồi ở đây nữa này, đó. Chỗ cái hương làm thông thiên ở đây nè. Nếu mà các bạn thông thiên là ở đây là người bên hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũ còn nè. Đó, quá khứ ha. Thì trong hai ngồi đó. Thêm giếng vòng vòng đi, ăn cá trưa mình tới đó ăn cơm vừa đó. Bây giờ là học qua. Trái đó là phải trái chăm hả anh sao? Người tôi có ăn rồi, trái y như trái chăm mà trái chăm gừng. Quay hổ kìa. Không tránh được kìa. Thử gần ha. Em đã lên đây. Thử trái coi. Rồi. Nè ăn thử coi, chăm gừng nè. Ăn chua chua mà ngọt bình thường. Đá này quay ra coi. Ồ đẹp không? Quá wow, đẹp ha. Chỗ đây là ở du lịch đi qua lại hoài không ai biết luôn. Bảo đảm luôn. Cắt ở đây ai biết. Đúng rồi, chỗ này bên đây ngủ ha. Bên kia thờ cúng. Êm lắm. Quá êm lắm. Đơn giản là ngon chứ. Chắc chiều quá mà ở đây là ru luôn không ai biết luôn. Ở bên đó tu rồi. Cái gì? Cái này gọi là gì động? Hổ Minh Động hả? Có chữ tàu đàng hoàng luôn, không đó. Hổ Minh Động. Tàng ơi, không mà chỗ này đẹp thiệt nha, tu là ngon lành quá vậy ơi. Hổ Minh Động là động là cái hang. Cũng như cái điểm đây nó có hang lớn. Hổ là gì? Hổ là giống như là một cái hổ độ vậy. Hổ Minh Minh Động là đây là có bá chữ tàu. Minh là sáng suốt. Hổ là rộng. Đó 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 bá chữ tàu đó. Không phải ba chữ bằng chữ giữa nó em rồi. Vậy hả? Đó, đó, bên đây là chữ đây tôi biết được cái chữ Minh. Đó đó chữ giữa nó em còn có vì ở đây còn hơi hơi đó. Rồi đây là tôi biết được chữ này là chữ Minh. Chữ Minh gồm có chữ Nhật và chữ Nguyệt phối hợp với nhau. Đó, con chữ Lan rồi đó, còn chữ Biển còn hơi hơi đó. Chữ giữa là nó hơi lan rồi nè. Rồi. Chữ giữa ở trên giữa là chữ đây nè. Ờ đây là chữ này nè hả? Chữ này nó hơi lan rồi nè. Dạ. Còn chữ này là chữ Biển nó còn hơi lộ lộ nè. Coi gì khỏi kể. Vì lên YouTube nè, này ta có chân nè. Rồi. Thầy. À đúng rồi, chỗ này nè, bên đây.
đó, đúng rồi, cái này chữ giữa nè. Đúng rồi đó. Hai góc hai bìa đó. Hai góc hai bìa phải không? Đúng rồi đó. Đâu, đây ha. Đúng rồi đó. Đây là một chữ ha. Đi lại hả? Đây là phổ bình động rồi, đập đập trái qua mặt hả, mặt qua trái. Từ trái thì không phải. Nè, phổ này nè. Đó là phổ. Thôi bây giờ là phổ bình động đi. Mình không có biết thì thôi, mình nói đừng không có biết. Nói một lát nó chặt. Nó chặt lắc không? Rồi đây là cái gì anh Sáu? Rồi đây là kêu bằng phổ bình động. Phổ bình động. Phổ bình động như cái điện người ta ở, nhưng mà bên đây nó có cái hang lớn ở, dùng mấy chục người vô cũng được. Ồ vậy đó hả? Là hang. Cái này là hồi xưa mấy vị ở là có cái đây người ta thờ phượng nè. Ta thờ phượng tu hành luôn ha. Ở trên cục đá trên có thờ cái ly hương y gan, là cũng như là tam cấp nè, ở đây là hai cấp, lên trên kia cấp này là đá người ta chắc. Cái hệ phái bên Bửu Sơn Kỳ Hương cho nên là thờ cái gan không à. Ly hương là hai cấp ha. Hương hạ nè. Rồi ly hương này là ly hương mới đây hay gì đây? Ly hương thường nha. Hồi xưa lấy cho chứ đồ hồi xưa là nó không còn đâu ha. Đồ cổ xưa mất tiêu chân rồi. Dạ. Rồi. Mấy chỗ này nè, cứ bằng cứ tuyệt vời nha, mấy chỗ thường luôn nha, mắc dữ phải không? Đúng theo đây chỗ này ngon ngon á, ngồi đi Phật 15 phút cũng đã đúng không? Thôi dặn cơm cái đi nữa Phật. Rồi vậy dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ này mà làm bụng ngựa là ngủ đã luôn ha. Đúng rồi. Đang di chuyển qua phổ minh động, tức là những cái nơi mà những cái người tu hành. Hôm nay mình tìm lại để chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng các vị sư ẩn tu. Và con cháu đời thế hệ sau này đi tìm. Đi tìm gia đình. Đi tìm chỗ nơi điểm của các vị ẩn tu. Đá này nó tàn ong không ngộ thiệt chứ. Đá này lạ thiệt ha. Đá này quá lạ quá gì. Rất là đẹp. Rồi vô để đổ ngoài. Rồi vô tôi vô với. Đây tôi vô trước đây, đặng tôi quay cho dễ. Đây vô hang quý vị. À, các anh em đang vô hàng ha. Động cho tao biết cái đó giờ không à, mấy ông ở trong nhà không vô động đâu biết. Động tao tu ở trong này rồi mấy ông vô động mới biết. Biết cái động. Suốt cuộc đời tôi chưa biết động nữa. Biết vô động rồi. Rồi vô động nha. Vô động mới biết hang. À cái hũ nó được không biết. Được để em sử dụng mình chị giúp. Cô. Ở mình cô có nữ à, có mình thân cô à. Cho mô xuống luôn đi. Tức là mô xuống đi cho biết cái ta. Yếu à. Đào. Rồi, đồ khổ. Đồ khổ cho em xin là tháng làm từ thiện được lên sao? Hả? Lúc này quá khổ. Quá à. Khổ hả? Ồ rồi, cái đường. Đây nè. Tu đi qua. Hết khổ. Thấy chưa? Thấy kìa, thấy cái động này mà ở bá chục người phải ghe. Người ta đặt cái điện khổ bên động mà. Chứ phải gì không mà ta viết cái chữ mà cái khơi được. Cái gì mà chá chá thằng kia. Ồ, dữ lắm rồi cái động mà ra vô đây ở tu là kêu một kính mít luôn á. Ông chung cái hang có chút xíu ai biết. Ông vô cái hang này chút xíu ai biết đâu. Mình đó giờ chắc chưa vô nữa à. Có giường là. Dữ hả? Tại nhiên nó có giá kêu.
Thì tụi nó vô động này cho biết chứ ta mắc cự à. Quá khứ mát của gì ơi. Đây nó mắc cự à. Thấy chưa? Là sáng có phụ sáng đi. Thì đó thì ông đội kiếm con gà cho báo gì nó có rồi lấy đi. Đó ông làm kiếm lấy đi. Đúng vậy không? Coi để có đồ cổ không? Tôm này nó có dội cái sáng. Dữ dằn không? Ok quý vị ơi. Vô đây mát cái đã rồi. Vô đây cắt nó trước chứ hồ quan cho quý vị. Như ngọc luôn kìa. Quá khứ à. Nè nè đây nè. Ngọc muôn màu kết tựu làm đèn ha. Vô đây mới thấy cái tảng đá này nè giống như ngọc kìa. Lầu dạng nóc nhìn xem mỗi mắt. Giống như chiếu chiếu hồ quan kìa. Kìa hình học. Ờ đúng rồi nè. Tảng đá này nè, riêng cái tảng đá này nè. Đúng rồi quay. Đó đó, riêng tảng đá này thấy chưa? Thấy chưa? Đó đó đó, kìa Minh Châu quá giống như Minh Châu nè. Đúng rồi. Đó đó đó. Như dạ Minh Châu gì đó, có tảng đá nè, thấy có nè, bên này đâu có đâu nè. Chớp á. Nè bên đây có. Đúng rồi, Minh là sáng mà. Hết biết ha. Phật. Sư mô A Di Đà Phật. Có Minh Châu chơi quý vị ơi. Chớp á. Nè. Kìa, thấy chưa? Ừ. Phải nói là nè. Chớ bây giờ giờ quá khứ gì vậy? Tôi gọi con em hộ. Ừ, lên đi, leo lên đi. Nguyện giá cái nghe niệm Phật cái nghe. Nó hơi nghe chiếu chiếu kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi, cái này. Cái gì vậy? Bên châu châu đây là châu là nước. Hả? Nước. Nước hả? Nước nó động. Gì hả? Nước nó động nó giống như. Gì hả? Nước. Nè. À, thưa quý vị, thì sau khi phái đoàn chúng ta đến đây, tức là điện Minh điện Phổ Minh Động là đồng đạo đến vừa qua đã đi vào trong rồi. Thì tiếp theo xin trân trọng kính mời anh Duy Hậu ha. Sẽ phụng ngâm lại những lời châu ngọc của Đức Thầy để chúng ta đồng chiêm nghiệm trong buổi trưa. Xin trân trọng kính mời quý vị ủng hộ cho anh một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cũng cái nhân duyên lành đồng đạo chúng ta đến Phổ Minh Động, động rất lớn quý vị. Vừa qua đồng đạo chúng ta đã vô động, đã chung hang rồi. Giờ đây để chia tay Phổ Minh Động, chúng tôi xin nhắc lại một đoạn giảng trong quyển 5, tức đoạn đầu Giác Mê Tâm Kệ. Chúng tôi xin thành lòng muộn phụng ngâm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bằng tâm ngẫu hứng thừa nhàn theo đoài nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Gắng công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mây. Chỉ toàn gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dình đàn tư ân. Ở trần xứ chọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liền đài. Cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẹo kiếp phong trần dài gió dạng sương.
Phật đại phương Phật mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con tốt chúng ưu sâu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền gói, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham dòng diệt thanh năm. Trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền chỉ dục tâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tình trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật gọi mười phương, đạo Pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dâu, cổ công gìn giữ tánh thuần lương. Nam mô A Di Đà Phật. Ta cái gì ơi. Rồi, Nam mô Phật xin chân lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyển thiên nhiên trên tà lơn ha, uống từ cái góc dài lên. Rồi ông thấy cái nhánh này uống thì không nói gì, mà qua nhánh kia uống nhánh kia luôn. Quá khứ ha. Không thấy nó lạ vậy đó, mình uống lạng hoạn không lại đẹp cái cây tự nhiên của nó nè. Rồi vậy. Rồi, A Di Đà Phật. Giờ đây nè quý vị. Giờ đây cái trên những cái mỏm đá này rất là lạ. Phải nói là rất là đặc biệt. Rồi, đi lên sau. Chó nó cũng không chơi chó luôn. Không biết cái chó. Chúc con ngoại thêm chó cho. Đây là nơi từ Tứ Dâu Điện đi ra ngoài đường. Phải nói là nó hết sức là đẹp. Thầy kêu bận gì không? Không sao. Có tên tuổi gì không chỗ này nè? Đây nằm trong khu Tứ Dâu Điện mà. Vậy hả? Bãi đá. Bãi đá hả? Nằm khu Tứ Dâu Điện. Người chư thiên hay xuống đây thờ phụ hay gì đây giữ. Ở đây dẫn cho ông đi vô cái cảnh thiên đẹp mà bự lần này. Vậy hả? Đường thông. Tấm vàng ở. Dạ, thưa quý vị. Đâu, ông nào đâu? Tấm vàng mới nãy mà chưa không có lên. Dạ đây là anh em he của hãng hả? Trong buổi trưa để dùng cơm ở núi Tà Lơn nha quý vị. Đây là cái cảnh dùng cơm nè. Anh em là quay vợ nhà thấy ăn cơm à. Dạ ở nhà thì ăn lên mâm lên bát rồi ha. Chén sành, chén kiểu, đũa mung, đũa ngà, đũa tre rồi ha, đũa mà mọt chút là không chịu ăn. Ở đây là cái muỗng mũ mà hôm qua đó là ăn lên bực đắt. Ăn cái đũa là hôm qua cái đũa kêu bằng là bằng cái cây sậy luôn. Rồi đây mấy anh em mình dùng cơm chứ chưa ngon miệng ha. Rồi mấy anh em cảm giác như thế nào đi đây, mình có ngon không, ăn cơm thấy im không? Cơm ngon quá. Ở nhà ăn đũa mung, đũa sành được không ha, chén kiểu. Vô đây ăn đồ. Vô đây là chén mà bạc rồi. Ở nhà ổng sống mẹ mắm chân im không á. Vậy đó ha. Cơm nước có người dưng luôn á. Vậy hả? Mình cũng không phải là gì, mình cũng sống bộ đội quen rồi. Dạ. Chỗ nào mình cũng có sống rồi.
Rồi, đây. Tôi thì sống bộ đội quen, quần váy gì có hết trơn á. Còn tôi thì sống quân đội. Đó. Quen rồi. Rồi chúc cho quý vị mình buổi cơm giấc trưa thật là ngon miệng. Dạ.